Dạ vâng, xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của em Lâm Nhà Đất chuyên review bất động sản tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa. Và trong video lần này tiếp tục lại review cho cả nhà mình một cái lô đất nằm tại tọa lạc khu vực phía tây của thành phố Nha Trang. Đây là cái con đường, đây là đường Bùi Thị Ngô nha, còn bên kia là đường Văn Tiến Dũng, đây là đường B3, còn bên kia là đường E2 nha cả nhà. Từ vị trí lô đất của chúng ta di chuyển ra đường Phước Văn Đức chỉ mất đâu đó là tầm 200m mà thôi. Xung quanh bán kính là trường chợ các cấp, không thiếu một thứ gì luôn. Và cánh tay ngược lại của em đây, đây là cái đường vành A2. Chúng ta sẽ kết nối cửa ngõ phía nam và khu vực phía tây của thành phố Nha Trang, cũng như là khu đô thị Bình Điêm Trung nha, của chú anh chị nha. Và cô chú anh chị nên xem hết video, và tí nữa em sẽ show cho anh chị xem về cái thông tin của cái lô đất này, và cũng như cái giá bán này. Và cái thứ ba là vị trí xung quanh đây ở như thế nào, trên tọa độ Google Maps đo khoảng cách cho cô chú anh chị dễ hình dung thôi nha. Ở đây là nằm tại khu đô thị VCN Phước Hải, thành phố Nha Trang. Đây là một trong những cái khu đô thị sầm uất nhất ở tại thành phố Nha Trang. Xung quanh là bán kính chỉ tầm từ 500 đến 800 mét thôi. Chúng ta sẽ có trường học này, tiện ích thì không thiếu một thứ gì. Thì tí nữa em sẽ đi xung quanh một vòng ra tới con đường Phước Văn Đức cho quý anh chị xem thực tế chi tiết nha. Từ vị trí lô đất này ở, chúng ta sẽ di chuyển ra cái bãi tắm biển Nha Trang cũng như là quảng trường 24, chỉ tầm là 2 km mà thôi, rất là gần. Và đây là một cái lô đất hiện tại em mới nhận luôn. Đây là một cái lô cực kỳ hiếm. Hiện tại là ở đây đang có là 4 cái lô góc này. Hiện tại là ở đây thì có một quán cà phê rồi. Còn lại lô kia và lô kia và lô này. Lô này thì em mới nhận được luôn, và nó cũng em thấy nó cũng rất là đẹp. Và hiện tại cái giá thành thì nó đang hiện tại là rất là tốt thị trường luôn. Và nếu mà so ra cái lô đất này á, nếu mà tính tổng tiền á thì nó hơi ngợp một xíu, nhưng mà tính ra mét vuông thì nó cũng khá là rẻ nha cô chú anh chị nha. Hiện tại cái lô đất này đang có cái diện tích là 114 mét vuông nha cả nhà, 114 mét vuông. Hiện tại là pháp lý là đang là hợp đồng mua bán thôi. Chủ gửi cho em lại cái lô này á, là 116 triệu một mét. Từ cái bên hông này nè là 16 mét, còn mặt tiền của nó là 7 mét rưỡi nha cả nhà. Đó, hậu là 7 mét rưỡi luôn. Và tí nữa em sẽ cho cả nhà mình xem cái sơ đồ file của cái lô góc này sẽ như thế nào. Hiện tại thì ở đây anh chị có thể là xây dựng một căn nhà một trệt, ba lầu và một hình tâm nha. Anh chị xem nè, xung quanh đây nè. Đó, nhà cửa ở đây cũng chuẩn bị là mọc kín lên hết rồi của chú anh chị ạ. Đó, và bên kia là đường vành A2 nha. Đó. Và cái tí nữa em sẽ cho của chú anh chị biết là cái lô đất này lợi thế của chúng ta sẽ như thế nào, và cái nhược điểm của lô đất này nó sẽ như thế nào cho cô chú anh chị dễ hình dung. Và cô chú anh chị đang ở xe để làm mất thời gian của cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị vẫn còn ở lại xem video thì giúp em một nút like và một nút đăng ký kênh nhé, bên cạnh video nhé. Lô đất của chúng ta thì nó có hai cái hướng cực kỳ là mát mẻ luôn cô chú anh chị ạ. Mặt tiền của chúng ta thì nó là hướng đông, bên hông này là hướng bắc nha cả nhà. Vỉa hè ở đây thì nó rất là rộng rãi, anh chị xem nè. Hiện tại là những cái cô chú ở đây, dân cư ở đây rất là giàu có, họ đang để ô tô như thế này trên vỉa hè của chúng ta. Đó, rất là rộng rãi. Và điểm mạnh của chúng ta là có thể là vừa ở này, vừa kinh doanh mặt hàng quán cà phê dưới đây, cực kỳ tuyệt vời luôn cô chú chị ạ. Nếu mà tính tổng thì nó loanh quanh là 16 tỷ nha cô chú chị, 16 tỷ, nhưng mà tính ra mét vuông thì nó chỉ có là 116 triệu một mét thôi, đang cái giá cực kỳ tốt luôn cô chú chị ạ. Và ở đây là pháp lý là hợp đồng mua bán nha. Khi mà cô chú anh chị xây nhà xong như thế này nè, hoàn công thì chủ đầu tư sẽ cấp sổ cho gia đình của chúng ta nhé. Đó, đây đường ở đây thì anh chị xem nè, rất là đông đúc nè, đường này rất là đông đúc. Và ở đây thì rất là nhiều mặt hàng kinh doanh, chỉ tầm 115 mét thôi. Chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực đông dân cư nhất ở tại khu vực này. Thì tí nữa sẽ đi cho cô chú anh chị xem thử là bằng chiếc xe máy của em, em sẽ đi xung quanh đây cho cô chú anh chị xem thử là ở cái khu vực của chúng ta khi mà chúng ta mua cái lô đất này về sẽ như thế nào ha, cô chú anh chị ha. Và bây giờ em sẽ show cái sơ đồ file cho cô chú anh chị xem thử cái lô đất của chúng ta nó hình thù nó như thế nào nhé, để làm mất thời gian của cô chú anh chị nha. Rồi, bây giờ cô chú anh chị vẫn còn ở lại xem video, giúp em mà một like và một nút đăng ký kênh nha, bên cạnh video nha. Đây là hình thù lô đất của chúng ta. Bây giờ em sẽ zoom lại cho cả nhà mình xem. Thời tiết nó cũng đang hơi nắng. Đó, đây của chú anh chị, đây là cái hình thù lô đất của chúng ta nha. Mặt tiền thì nó có hơi góc xíu như thế này nè, 3,5m và 5,66m. Bên hông thì là 16m, nhưng mà chiều dài từ bên này qua bên này là 20m. Và chiều sâu nếu mình ở hậu của chúng ta đang là 7,5m nha cả nhà. Đó, 7,5m. Rất là đẹp, nghe rất là đẹp luôn. Đó, đây là đường nằm trên mặt tiền đường B4 và đường E2 nha của chú anh chị. Đó. Thông tin thì lô đất này là tổng diện tích là 142m2 nha, 142m2.
Hồi nãy là em nói 112 nhưng mà đây là 142 mét vuông nha cả nhà. Em xin lỗi cả nhà nha. 142 mét vuông và giá bán là đang là 116 triệu một mét nha cả nhà. 116 triệu một mét. Thì bây giờ em sẽ tính luôn cho cả nhà thực tế chi tiết luôn là giá tổng là bao nhiêu. 142 này nhân 116 này. Thì đây. Đây là thành tiền giá thành cái lô đất của chúng ta nha, bao toàn bộ chi phí sang tên cho cô chú chị luôn. 16 tỷ 472 triệu đồng. Thì cái giá này có thể là gặp chủ nhà, thương lượng với chủ nhà nha cả nhà. Đó, lô đất này là cực kỳ đẹp luôn. Đó, dành cho những người có rất là nhiều tiền để mua lô đất này, vừa ở nè, vừa kinh doanh nè, buôn bán cà phê tùy theo mặt hàng của cô chú anh chị luôn. Hiện tại cái lô đất này là giá thành đang cực kỳ tốt luôn cô chú anh chị ạ. Đừng bỏ qua video này nha. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vị trí xung quanh đây cho cô chú anh chị dễ hình dung hơn nha. Lô đất này hiện tại là họ đã rào tôn lại rồi. Bây giờ em sẽ đi quay cho anh chị cô chú xem luôn nè. Đất thì rất là bằng phẳng, rất là đẹp luôn. Đất ở dự án khu đô thị VCN ghi đẹp. Giờ pháp lý ở đây cực kỳ chuẩn chỉnh luôn. Anh chị cô chú là xây dựng hoàn công là ra được sổ nha. Đó, đây. Lô đất của chúng ta như thế này. 146 mét vuông. Diện tích tổng tiền là hơn 16 tỷ đồng. 116 triệu mét. Cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Chủ nhà đã bao tôn lại hết rồi. Rất là chuẩn chỉnh cho cái nhà mình ha. Rồi, bây giờ em sẽ đi xung quanh cô chú anh chị xem nha. Thử là vị trí của chúng ta như thế nào. Nhưng mà cái lợi thế của chúng ta á, như thế này, lô đất của chúng ta thứ nhất là tốt ngắt này, thứ hai là giá tốt nè, thứ ba là diện tích cũng rộng rãi để chúng ta có thể là vừa ở là vừa kinh doanh nè. Còn cái nhược điểm của chúng ta á, như thế này là nó vì nó diện tích nó lớn nên là giá thành nó hơi bị cao. Cái thứ hai á, là cái đường này á, hiện tại là em thấy là nó gọi là nó hơi bị vắng hơn cái khu vực đường thứ ngoài đất kia nha. Nhưng mà ở đây thì anh chị cứ yên tâm, mình mua ở kinh doanh cực kỳ tiện lợi luôn. Đó, ở đây thì trong tương lai là thời gian sắp tới là ở đây họ xây lên những cái lô góc như thế này nè, là một trong những cái nơi đặc điểm nhất chúng ta có thể là kết nối ra đường vành đai 2 nè, di chuyển rất là thuận tiện luôn. Thì sau này thì họ đi đường vành đai này, chúng ta có thể là kết nối vào đây rồi ghé vô quán cà phê của chúng ta cũng được. Họ là một cái mô hình kinh doanh của cô chú anh chị ha. Còn phía sau kia là những cái lóc biệt thự nha cả nhà, lóc biệt thự nha. Đó, đây thì lô đất quá đẹp rồi, vỉa hè nó cũng rất là rộng rãi luôn. Rồi, cô chú anh chị vẫn còn lại xem luôn, ấn giúp em một nút like đi. Ấn giúp em một nút like để có nhiều động lực để em nhìn thấy, để em làm review thật nhiều bất động sản tại thành phố Nha Trang nha. Rồi, bây giờ em sẽ đi xung quanh cho cái nhà mình xem từ vị trí đường vành đai này cũng như là ra xung quanh cái đường trước mặt đất này cho cô chú anh chị xem, và cũng như là chúng ta sẽ kết nối ra siêu thị Cosmax Nha Trang nha, cô chú anh chị nha. Rồi, bây giờ em Lâm sẽ đi ở xung quanh cho cô chú anh chị xem để hình dung hơn. Vâng, con cảm ơn chú nha. Dạ vâng ạ, con cảm ơn. Rồi bây giờ em sẽ đi từ bên trong xong rồi đến ra bên ngoài cho cô chú anh chị dễ hình dung hơn ha. Thì đường của chúng ta như gần đây á, thì nó cũng hơi vắng, nó không bằng cái đường phía đất thôi, nhưng mà cái giá thành nữa nó cũng rất là tốt, tại vì đường của chúng ta nó sẽ kết nối lên cái trục đường vành đai 2 này, là một cái lợi thế của lô đất của chúng ta. Đây là anh chị ạ, bên kia là khu đô thị Mỹ Gia nha. Đây là chúng ta sẽ là sông Quán Trường này, chúng ta sẽ kết nối lên khu đô thị Vĩnh Trung Trung này, cũng như là kết nối lên trục đường Võ Nguyên Giáp và cái đường Tô Hữu nha cả nhà. Còn đi hướng ngược lại như thế này nè, chúng ta sẽ đi di chuyển xuống đường đại lộ Nguyễn Tất Thành cũng như là ra sông Ba Trăm Ranh này. Đó, rất là thuận tiện cho lô đất của chúng ta. Cái này là em review thực tế, nếu cô chú anh chị có tầm tiền như thế này có thể là xem thảo thử của lô đất này nhé. Nếu còn cô chú chị còn cái thông tin về giá cả hợp lý hơn thì có thể là liên hệ qua số điện thoại của em Lâm nhé. Em Lâm sẽ hỗ trợ cô chú chị về cái về mục đích mua bán và cũng như giá cả đôi bên nó dễ là hợp lý để chúng ta có thể sở hữu lô đất này, để sở hữu lô đất này để làm kinh doanh ở nè, rất là thuận tiện nha. Ở đây thì anh chị có thể là xây là một trệt ba lầu một tầng nha. Đó, nói chung ở đây đường rất là đẹp, hạ tầng rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rồi bây giờ em sẽ đang di chuyển ra cái trục đường Thứ Minh Đức. Cái máy gimbal lâu nay nó hơi bị đơ đơ nên nó hơi liều một xíu, hơi nhanh một xíu, anh chị cô chú thông cảm giúp em nhá. Đó, anh chị thấy không, đây là cái mà em đang đi lên trục đường, nó rất là gió luôn anh chị ạ. Đây là cái tòa nhà trục đường sơ đồ nha. Trục đường này họ mọc gió thổi rất là ồn luôn. Bây giờ em sẽ chỉnh lại cái mic rồi em sẽ di chuyển ra siêu thị Cosmax Nha Trang cho quý vị dễ hình dung hơn.
và em sẽ lựa một cái góc chúng ta sẽ show cho anh chị xem và cái vị trí của Google Maps cho chú chị thấy là nó phong cách như thế nào. Đó. Cho chú chị đang ở xa dễ hình dung không? Đây là kênh của em, là khi mà em làm tới bất động sản mà một ngày mà em không đi review á, nên em rất là cảm thấy nó người nó mệt mỏi lắm, ngày nào cũng phải là tìm sản phẩm và review cho của chú chị để của chú chị nắm bắt được tình hình ở bất động sản, giá cả ở thị trường này như thế nào và những cái bất động sản có thấy có hợp lý hay không. Đó, ở đây là đường Thước Nguyễn Đức nha cả nhà, anh chị cô chú nè, thấy nè, ngay đây chúng ta sẽ có trường mầm non và trường tiểu học Phước Hải luôn. Đó, rất là gần, tầm 300-400 mét thôi. Bên đây là cái tòa nhà của chủ đầu tư VCN. Thì VCN chủ đầu tư này có hai tòa nha cả nhà. Một tòa thì nằm trên đường F3 Vĩnh Trung Trung, và đây là một tòa nằm ở đường Thức Đức và đường Tô Hữu. Đó, dự án này rất là đẹp, bự như thế này. Đó, VCN là một trong những cái chủ đầu tư uy tín nhất tại thành phố Nha Trang. Đó, bây giờ là đèn xanh đèn đỏ rồi nè. Bây giờ sẽ đứng chờ ở đây và bắt đầu sẽ quẹo phải đi thẳng ra vị trí của siêu thị Cốp Mắt Nha Trang. Cũng như em sẽ mở lại cho cô chú anh chị xem lại cái bản đồ Google Maps cho cô chú anh chị dễ hình dung hơn từ vị trí Cốp Mắt cũng như lô đất của chúng ta di chuyển ra tới biển bao nhiêu km nha. Rồi, cả nhà mình có lại xem video giúp em một nút like nha, giúp em một nút like thôi, một nút like. Còn nếu tốt hơn hãy bấm cho em một nút đăng ký kênh và ấn cái chuông thông báo để nhận được thông tin review bất động sản tốt mỗi ngày tại thành phố Nha Trang nhé. Và cũng rất là nhiều kênh anh chị review rất là hay và em cũng đang học và làm theo để làm những cái video review bất động sản này để tiếp cận cô chú anh chị hoặc là đầy đủ thông tin chi tiết hơn. Đây là cái đường Tô Hữu nha cả nhà. Đó, ở đây thì không thiếu rồi, mặt hàng kinh doanh đây không thiếu một thứ gì. Ở đây thì anh chị cô chú có thể đi chợ Đồng Nai nè, hoặc là siêu thị Cốp Mắt Nha Trang. Siêu thị Cốp Mắt thì Nha Trang thì nó rất là nổi tiếng rồi. Ai các anh chị cô chú mà ở Nha Trang chắc là biết tới siêu thị này. Lúc trước thì nó nằm trên đường 23 tháng 10, nhưng mà sau một thời gian này thì chuyển qua bên đường Lê Hồng Phong và đường Tô Hữu này. Bây giờ em sẽ quẹo trái này, rồi em sẽ núp vào trong nắng, trong chỗ mát, rồi em sẽ mở lại vị trí tọa độ Google Maps cho chú chị dễ hình dung hơn nha. Anh chị giúp em nhé, giúp em một nút like và đăng ký kênh nhé. Rồi, bây giờ em sẽ chỉnh lại cho anh chị xem nè. Đây là một trong những cái nơi sầm uất nhất tại thành phố Nha Trang. Đó, rất là đẹp hơn anh chị ạ. Rồi em sẽ mở lại cho chị xem cái Google Maps này, dễ hình dung hơn. Đây, Google Maps. Để em đo khoảng cách luôn. Chờ em xíu nha. Thời tác có một tay thôi. Đây là em đang kết nối cái app là đo khoảng cách Google Maps nha cả nhà. Đó. Đây là cái vị trí lô đất của chúng ta. Em đang đứng ở siêu thị Cốp Mắt nè. Siêu thị Cốp Mắt Nha Trang nè. Đó. Và bây giờ em sẽ đo từ vị trí lô đất này ra tới Cốp Mắt này. Tầm là 800 mét thôi, chú chị ạ, 800 mét thôi nha. Xung quanh bán kính thì trường chợ không thiếu một thứ gì. Cũng như là bây giờ em sẽ làm cái điểm tâm của siêu thị Cốp Mắt này là 800 mét. Đó, 800 mét nha. Bây giờ em sẽ di chuyển thẳng ra cái khu vực bãi tắm biển Nha Trang, cũng như là quảng trường 24 nè, cô chú chị ạ. Là 2 km thôi, 2,2 km thôi. Sẽ zoom lại cho cô chú chị thấy được kia là quảng trường 24 và cũng như là cái Tháp Trầm Hương nè. Đó, ở đây là có Tháp Trầm Hương nè, chợ đêm nè, đây chợ đêm, đây quảng trường 24 nè, một trong những cái nơi mà tổ chức sự kiện ở tại thành phố Nha Trang. Đó, và cũng như cô chú anh chị đi tắm biển mỗi ngày tầm là 2,2 km thôi, cho làm tròn là 2,3 km nha. Đó, thì đây là vị trí Google Maps anh đo bằng app đo khoảng cách nha. Đó, đo khoảng cách thôi. Rồi, thì thông tin về cái pháp lý ở đây đó, thì cô chú anh chị cực kỳ yên tâm nha. Nếu cô chú anh chị không tin về cái lô đất này mà xây dựng không có sổ thì cô chú anh chị cứ đi hỏi hàng xóm xung quanh hoặc là hỏi người dân ở địa phương này. Em bảo đảm với cô chú anh chị luôn, đây là một trong những khu đô thị uy tín nhất. Hiện tại là hợp đồng mua bán nhưng mà xây dựng xong hoàn toàn là ra sổ nha. Đó, rồi chắc lẽ em phải kết thúc video tại đây thôi. Anh chị cô chú nào thấy video của em bổ ích hay thì để lại giúp em một like và một nút đăng ký kênh nha.
Rồi, cảm ơn cô chú anh chị thật nhiều. Xin kính chào cô chú anh chị, hẹn gặp với cô chú anh chị ở các video review bất động sản lần sau nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.